Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Điền cũng vừa tổ chức ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, cảnh quan và vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường năm 2022 trên địa bàn thị trấn. Theo đó, hơn 60 cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể, công an, quân sự, đoàn thanh niên thị trấn Phong Điền đã phát quang cỏ dại, chỉnh trang cây xanh, hoa kiển, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh thoát nước, tháo quảng cáo trên các trụ điện tại trục đường số 2, trung tâm thương mại huyện. Đồng thời, phát gần 100 tờ rơi tuyên truyền về nghị định số 45 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thực hiện giao thông thủy lợi mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường năm 2022. Thị trấn Phong Điền thực hiện dọn cỏ, khơi thông dòng chảy với chiều dài 4.700m, dọn dẹp cảnh quan môi trường các tuyến đường dài 4.000m, đắp 14 đập gia cố sạt lở, sửa chữa, nâng cấp và làm mới gần 700m đường giao thông nông thôn, ước giá trị nhân dân đóng góp trên 507 triệu đồng và 225 ngày công lao động.